Xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã cùng bớt chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Sản phẩm trên tay hôm nay em đang cầm để giới thiệu tới mọi người đó chính là công tắc lên xuống kính của Kia Morning 2010, sản phẩm của Kia Mobis, sản xuất tại Hàn Quốc. Mã sản phẩm của nó là 935800 07600. Đây, công tắc lên xuống kính, tức là công tắc đơn ấy. Được phía bên ngoài được sản phẩm được sản xuất từ nhựa cao cấp ABS. Đây. Sử dụng cho Hyundai và Kia. Đây, giắc điện để chúng ta cắm vào đây đây. Hai cái điểm này là hai điểm để chúng ta bắt vít. Vừa rồi thì em có vừa giới thiệu sơ qua tới mọi người cái sản phẩm đấy là công tắc lên xuống kính của con Kia. Cảm ơn anh em đã cùng bớt chút thời gian xem video của em. Anh em có nhu cầu cần tìm hiểu về sản phẩm thì liên hệ với em theo số 0769086333. Cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người những video kế tiếp. Em xin chào.